Tôi nhớ hồi còn học trung học, tuần mới chưa qua được một nửa, tôi sẽ gửi tin nhắn cho bạn bè của tôi, lên kế hoạch hoạt động cuối tuần. Hoạt động cuối tuần của chúng tôi không gì khác hơn là đi thăm trung tâm mua sắm, xem phim hoặc ăn uống gì đó tương tự. Nhưng tuần này chúng tôi đang thảo luận, xem có thể tìm một số hoạt động nào khác hơn không. Lớp tin học ngày ấy, tôi đã hoàn thành bài tập về nhà trước thời hạn. Vì vậy tôi đọc một số bài viết ngẫu nhiên trên Internet. Để giết thời gian, tôi tìm thấy một bài viết trên trang web. Đó là một bài phỏng vấn độc quyền về hiện tượng huyền bí. Tôi đã bị mê hoặc bởi những điều kỳ lạ đó từ khi còn nhỏ, rất quan tâm đến những điều siêu nhiên. Sau khi đọc kỹ bài viết, tôi tìm thấy điều được đề cập trong bài viết, nơi xảy ra hiện tượng siêu nhiên. Tôi vừa nhắn tin cho bạn bè sau giờ học. Tôi đề nghị đến thăm nơi đó vào cuối tuần. Tất cả họ đều đồng ý. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Chúng tôi nóng lòng muốn khởi hành. Bốn người bạn của tôi và tôi đã lái xe tới đó. Tôi cảm thấy hơi mệt, nên để bạn tôi tiếp tục lái. Tôi ngồi ở ghế khách. Một người bạn đã tận dụng lúc đổi người lái, rắc một lớp bột lên nóc xe, nói rằng, nếu thật sự có chuyện siêu nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu. Nhưng bây giờ trời bắt đầu mưa phùn, lớp bột đó có thể bị cuốn trôi. Mưa bắt đầu nặng hạt, đến mức bạn không còn nghe được tiếng radio trên ông tổ nữa. Tôi chỉ đơn giản là tắt radio, khiến không khí trở nên hồi hộp hơn. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy, bên ngoài xe trên đường, không biết ở đâu, có một tiếng hét cuồng loạn, sau đó có người kéo cửa xe. Nhưng không ai có thể nhìn thấy bên ngoài xe là gì, và xe của chúng tôi hiện đang chạy. Sau đó chúng tôi thấy một chiếc xe trông giống xe cảnh sát. Với tiếng còi báo động vang lên, anh ấy nhanh chóng vượt qua chúng tôi từ phía sau, hình như đang đuổi theo ai đó. Nhưng vấn đề là đường quanh co và hẹp. Người bình thường sẽ không điên đến thế. Tôi nhìn kỹ lại, chiếc xe đó không có dấu hiệu của cảnh sát. Vì bố tôi là cảnh sát, tôi biết một chiếc xe cảnh sát thực sự trông như thế nào. Tất cả chúng tôi đều kinh hãi trước những sự việc kỳ lạ nối tiếp nhau. Vì vậy khi đi ngang qua trạm xăng, chúng tôi đã dừng lại, muốn giải tỏa căng thẳng. Bạn tôi bước xuống xe, tôi thấy vẻ mặt bạn tôi trở nên sợ hãi hơn. Tôi dõi theo ánh mắt của anh ấy, nhìn thấy lớp bột rác trên nóc ông tôi trước đó, không những không bị mưa cuốn trôi, ngược lại còn lan ra lớn hơn, gần như toàn bộ thân xe đều bị dính. Và dấu vết trên cửa xe làm chúng tôi hoảng sợ hơn. Có dấu tay trắng ở khắp mọi nơi. Mọi người đều biết rằng phương tiện của chúng tôi luôn chuyển động. Không chỉ có vậy, chúng tôi cũng nhận thấy rằng gần tay nắm cửa có rất nhiều những dấu móng tay. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Điều này có nghĩa là âm thanh chúng ta vừa nghe thấy khi kéo tay nắm cửa chắc chắn có thứ gì đó cố gắng đột nhập, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy nó. Vài ngày sau, chúng tôi kể cho mọi người về trải nghiệm đó, nhưng không ai tin điều đó. Sau này tôi đã suy nghĩ, nếu lúc đó cửa xe của chúng ta không khóa, liệu những thứ đó có thực sự đến không?